Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, nhìn trên các bức ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy cơn bão Nasri đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc hướng tới khu vực Trung Quốc. Cùng với cơn bão này thì gió mùa Tây Nam ở phía Nam lại đang hoạt động rất mạnh, gây ra thời tiết xấu trên khu vực Biển Đông. Với trời nhiều mây, gió Tây Nam tại đây mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vào lúc 7 giờ sáng nay, ở trạm đảo Huyền Trân đo được gió mạnh cấp 6 và tại trạm đảo Song Tử Tây thì có gió giật cấp 7. Trong đêm nay và ngày mai thì cơn bão Nasri sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và sẽ mạnh thêm, nên là gió Tây Nam cũng có xu hướng là duy trì cường độ mạnh trên hầu khắp các vùng biển phía Nam. Cụ thể thì tại khu vực giữa và phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài ra thì trời vẫn còn nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy. Thời tiết và tình trạng biển trên các vùng này vẫn chưa thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Còn trên vùng biển Vịnh Thái Lan và khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, tuy gió Tây Nam tại đây chỉ mạnh cấp 4, có lúc cấp 5, nhưng mà nơi đây thì cũng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Ngoài ra thì trong cơn dông cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió rất mạnh. Nơi có thời tiết thuận lợi hơn cả là khu vực Vịnh Bắc Bộ và tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bởi thời tiết tại đây chỉ có mưa rào và dông lác đác ở một vài nơi, cường độ gió yếu chỉ ở mức cấp 4 nên sóng biển khá êm ả. Thời tiết và tình trạng biển đang tương đối thuận lợi cho bà con ra khơi đánh bắt và khai thác thủy hải sản, cũng như là các chuyến tàu ra thăm đảo. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai thì mưa chỉ còn ở một vài nơi, với gió Nam đến Đông Nam hoạt động với cường độ yếu khoảng cấp 4. Tình trạng biển khá êm ả cùng với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, nên đây là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân, cũng như là các chuyến tàu du lịch ra thăm đảo. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì thời tiết cũng có mưa rào và dông ở một vài nơi nên tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam trên vùng biển này cũng chỉ ở mức là cấp 4, sóng biển dao động trong khoảng 0,5 cho đến 1,5 m. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, thời tiết tại đây cũng tương đối thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như là các chuyến tàu ra đảo. Trời có mây thay đổi, đôi lúc có mưa rào và dông nên tầm nhìn xa vẫn tương đối là thông thoáng trên 10 km, gió Tây Nam thổi đều với cường độ mạnh cấp 4. Còn tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, tình trạng biển tại đây bắt đầu chuyển xấu với gió Tây Nam cường độ mạnh cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Tuy nhiên, độ cao sóng này thì vẫn chưa gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động trên biển. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, thời tiết và tình trạng biển hoàn toàn bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền, bởi tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông còn có thể xảy ra lốc xoáy rất nguy hiểm, với gió Tây Nam thổi mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió Tây Nam tại đây chỉ hoạt động với cường độ mạnh cấp 4. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý vì trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở diện rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Và trong cơn dông thì vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió rất mạnh. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, gió Tây Nam cũng không quá mạnh, chỉ ở mức cấp 4, có lúc cấp 5, nhưng mà mây đối lưu trên vùng biển này thì phát triển tốt, gây ra mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Ngoài ra thì trong cơn dông có thể sẽ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Tại đây mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, làm cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Ngoài ra trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc có gió đông đến đông nam, phía nam có gió tây nam thổi đều với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió mùa tây nam tại đây hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Ngoài ra thì thời tiết có mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa nên không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, thời tiết tại đây tiếp tục duy trì thời tiết xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh, làm cho tầm nhìn xa bị hạn chế, với gió Tây Nam thổi theo hướng mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy rất nguy hiểm, khuyến cáo tàu thuyền không nên hoạt động trên vùng biển này. Thông tin cảnh báo vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.